23. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Cô ta làm bất cứ việc gì ma bảo cô ta làm, chẳng những việc đơn giản như cung cấp các thứ thực phẩm, áo quần, phòng ở và thuốc men không thôi, mà còn dâng hiến cả thể xác, tư tưởng và cả cuộc đời mình cho nó thỏa mãn dâm dục. Sự sai biệt ở chỗ nó đắm mình trong dâm dục. Nếu một người có dâm dục thì mọi việc làm của nó đều là sai lệch, tà. Nếu người nào đã sạch lòng dâm dục, đó là người chân chính. Các ông đừng bao giờ nghe những lời như thế này. Khi đã giác ngộ rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích, kể cả việc thỏa mãn dâm dục. Đây là những lời của một thứ đại ma vương. Trước khi các ông được giác ngộ, các ông có thể vi phạm giới luật vì các ông chẳng hiểu biết gì nhiều. Nhưng nếu các ông tự cho rằng mình đã là người giác ngộ rồi, thì ông là người có hiểu biết. Và khi ông cố tình hủy phạm giới luật, thì những điều mà ông gọi là giác ngộ được là thứ gì? Điều này hoàn toàn trái ngược lại những gì ông nói. Các ông ngày nay không chịu nghiên cứu đạo lý một cách kỹ lưỡng, mà chỉ thích tìm cầu sự giác ngộ. Họ nghe mọi người nói rằng sau khi giác ngộ rồi, khỏi cần phải tuân thủ giới luật gì nữa, thế là họ lặp lại lời này. Ồ, ông ta chẳng cần trì giữ giới luật gì nữa cả, vì ông ta đã giác ngộ nên ông ấy có thể uống rượu, hút thuốc, gần gũi vui chơi với phụ nữ và thích làm việc gì tùy ý. Giới quan trọng nhất là dâm dục. Nếu ông còn lòng dâm và đắm mình trong hạnh bất tịnh ấy suốt ngày, thì ông là ma. Còn nếu ông chẳng tham lam tiền bạc, không tham đắm dâm dục, thì ông là người chân chính. Trong trường hợp này, nó tuyên bố với mọi người mà nó gặp: trong kiếp trước, bà là vợ của tôi, hay là bà là hoàng hậu, hay là bà là gì đó, người thân của tôi khi tôi là hoàng đế. Và cứ như thế, nó đưa những lời này ra để khơi dậy lòng tham muốn dâm dục nơi người khác bằng cách thực hiện lời nói, việc làm này một cách công khai. Nó hy vọng sẽ đánh lừa và lợi dụng được người nghe.